Bên ngoài phòng khách sạn, ánh sáng từ căn phòng hạng sang hắt ra bên ngoài. Chỉ thấy tiếng cộp cộp của giày cao gót va chạm với sàn nhà, đôi chân dài miên man trắng nõn của một mỹ nữ bước vào bên trong phòng. Chủ nhân của đôi chân trắng đẹp kia chính là Nhã Lâm, đầu bếp địa ngục, theo sau cô ta chính là máy nghiền sọ Cao Cường. Hắn vừa bước vào đã cười nói với kẻ đã đợi sẵn trong phòng, Tôn Tổng tôi đã mời Đoạn Nhã tới rồi đây, người tên Tôn Tổng kia đã chờ đợi từ lâu, sẵn tiện rót ra một ly rượu vang. Đoạn Nhã tiến lên phía trước, mái tóc hồng càng khiến cô nàng thêm nổi bật, cô bày ra đôi mắt long lanh nhìn về phía Tôn Tổng đầy thắc mắc, không biết Tôn Tổng tìm tôi có việc gì không. Tôn Tổng kia nghe xong liền cười khà khà, tay cầm lấy ly rượu vang đỏ tươi như máu, hắn nói đã nghe danh Đoàn tiểu thư là một đại mỹ nữ, hôm nay cuối cùng cũng được gặp người trực tiếp. Tiếp theo, gã béo này bày ra một bộ dạng đê tiện, nhìn Đoạn Nhã, giơ ly rượu vang tới trước mặt cô, ánh mắt liếc ngang dọc khắp thân thể nàng, giọng điệu hợm hĩnh, tới đi, làm một cốc nào. Đoạn Nhã nhìn ly rượu trước mặt, trong lòng nổi lên một vạn nghi ngờ, sắc mặt lập tức căng thẳng, thực sự suy đoán của cô là đúng. Trong thứ chất lỏng màu đỏ kia, tên Tôn Tổng đê tiện đã ngấm ngầm bỏ vào đó một vật gì đó, xem chừng không có gì tốt đẹp. Quay lại phòng của Tô Thần, trên tay anh lúc này cũng cầm một ly rượu vang, nhẹ nhàng lắc lắc thứ rượu thơm nồng trong ly, nam chính này thật là biết hưởng thụ quá đi. Ánh mắt anh hướng về phía khoảng không trước mặt, những ánh đèn của phố thị có thể từ khách sạn này mà bao quát cả thành phố. Anh nhớ lại kiếp trước bản thân cùng Khương Hiểu Thiến trốn ở tầng hầm ngầm bên trong mới tránh được ngày tận thế nóng cực đoan. Tô Thần đột nhiên nhắc đến Hiểu Thiến, không ngờ lần này bỏ cô ta lại tới tận đây, nói đoạn liền nhấp miệng ngụm rượu vang. Ánh mắt chăm chăm nhìn xuống bể bơi phía bên dưới, Tô Thần muốn lần này vừa lúc thanh toán cả hận cũ thù mới luôn một lượt đi. Bên dưới bể bơi, Vương Tiểu Vũ cùng đại ca của hắn đang chơi đùa phía bên dưới, Hải ca cũng cảm nhận được điều kỳ lạ diễn ra tối nay, liền hỏi lão đệ của mình. Cậu có cảm thấy tối nay nóng hơn cả sáng không? Vương Tiểu Vũ cũng đồng tình. Đúng đấy, thế nên em mới đề nghị đi ra bể bơi để giảm nhiệt, tiện cho các chị em thay đồ bơi luôn. Nói đến đây vẻ mặt hai gã háo sắc liền thay đổi, Vương Tiểu Vũ cười đê tiện, nói với lão đại, nghĩ tới cảnh sau đó đại ca có thấy phấn khích không? Hải ca cũng hùa theo, nắm chặt lấy con vịt đồ chơi mà tưởng tượng, tên nhóc được lắm, rất là biết cơ hội đấy. Khương Hiểu Thiến cùng Lý Na lúc này cũng đã thay đồ bơi xong, mỗi người đều diện những bộ đồ bơi cực ít vải cả hai bước ra ngoài. Cũng đã cảm nhận được không khí lẫn nhiệt độ đêm nay có gì đó khác lạ. Lý Na che tay trước mặt, nói với Hiểu Thiến trăng đêm nay cảm giác như mặt trời vậy. Hiểu Thiến cũng đồng ý, đúng đấy, sáng quá. Vương Tiểu Vũ ngu ngốc không biết thảm họa sắp xảy ra, liền nắm tay Thiến Thiến, nói những lời đường mật. Hắn ngước nhìn mặt trăng, nói với cô ta, Thiến Thiến, em thấy không, tình yêu của anh dành cho em đẹp giống như vầng trăng đêm nay vậy. Đây chính là chứng nhận cho tình yêu của chúng ta, nghe mấy lời ngu ngốc này cũng thật nổi da gà mà. Hiểu Thiến không lấy làm vui vẻ với những lời xến xúa này của Tiểu Vũ, phàn nàn với hắn, nóng chết đi được, mau đưa em ra bể bơi đi. Tô Thần vẫn đứng trên cao quan sát, qua lớp kính, anh nhìn thấy mặt trăng ngày càng lớn, hơn nữa còn có màu đỏ rực. Nghe Vương Tiểu Vũ cùng Khương Hiểu Thiến mùi mẫn, anh cười khẩy, tình yêu của mấy người sắp bốc khói rồi đấy. Anh nâng ly rượu vang đỏ tươi nhìn về phía mặt trăng, muốn chúc mừng lần nữa tới ngày tận thế. Mặt trăng lúc này bắt đầu càng gần hơn, tỏa ra sức nóng cực độ, nhiệt lượng từ nó bắt đầu ảnh hưởng nghiêm trọng đến mặt đất, dường như đây không còn là ánh sáng ôn hòa mà nhân loại biết nữa. Đám người Tiểu Vũ bên dưới bắt đầu cảm nhận được nhiệt độ tăng cao chóng mặt, sắc mặt ai nấy đều trở nên khó coi, bất giác từng lỗ chân lông đã cảm giác được nguy hiểm. Một giây sau, đám người liền hốt hoảng gào thét tán loạn, sao tự dưng mặt trăng lại bỏng rát như thế này, đau quá đau quá. Đằng xa, Hải ca với thân hình nặng nề không lanh lẹ như đám Tiểu Vũ cùng Hiểu Thiến được, y ạch chạy theo, hồn hển gọi đợi ta với. Ai nấy đều chạy trối chết, tránh ánh sáng với nhiệt độ khủng khiếp kia, đã không đến bể bơi kịp rồi, phải ngay lập tức về khách sạn. Mọi người bên trong khách sạn đang đánh bài cũng nhận ra tại sao bên ngoài đột nhiên sáng như vậy. Hải ca không biết bọn họ có gặp chuyện gì không, một tên khác liền gạt đi, tán gái thôi, niềm vui của lão đại ngươi không hiểu được đâu. Đột nhiên đám người Tiểu Vũ hốt hoảng phá cửa lao vào bên trong trước ánh mắt kinh ngạc của đám thuộc hạ. Ai nấy thân thể đều bị nướng đến phồng rộp nóng đỏ lên, dường như chậm một bước bọn họ sẽ thành heo quay. Đám thuộc hạ thấy một màn này tên nào tên nấy há hốc mồm, thắc mắc rốt cuộc chuyện gì xảy ra, sao da bọn họ lại đỏ lên cả thế kia. Vương Tiểu Vũ vừa vào phòng, đã lập tức hét lên đòi nước, mau đưa nước lại đây, đằng sau là Lý Na cùng Hiểu Thiến đang kêu trời. Cứu mạng, nóng quá chết mất, bỏng quá, xem chừng thương tích do nhiệt lượng bên ngoài gây ra cũng không hề nhẹ. Đột nhiên Tiểu Vũ nhìn ra đằng xa có một bể cá cảnh, mừng như bắt được vàng, nước, cuối cùng có nước rồi. Ba người bọn họ không suy nghĩ nhiều, liền lật đổ bể cá, chui vào làn nước, bất chấp có thể bị kính làm bị thương. Được làm mát kịp thời, Vương Tiểu Vũ thở phào nhẹ nhõm, sống rồi, nhưng hai ả đàn bà Lý Na cùng Hiểu Thiến vẫn còn bày ra bộ dạng tham lam. Đi ra đi, chỗ nước này là của tôi, đi ra mau, thật là đến chết vẫn không bỏ được tính xấu.
Đám thuộc hạ nhìn mấy người bọn họ liền trở nên ngây ngốc, tự hỏi bọn chúng bị làm sao vậy, còn Hải ca đang ở đâu. Tiểu Vũ lúc này mới nhớ đến lão đại của mình, sửng sốt hét lên, đúng rồi, đại ca đâu rồi. Hải ca do thân hình ục ịch, không chạy lại ánh sáng kinh hoàng kia, bị nhiệt lượng từ nó thiêu đốt, cả người đã phồng rộp lên rồi. Khói từ miệng cũng toát ra, nhìn lão như một con heo quay thực sự, hắn nặng nhọc lên thân xác vào bên trong, miệng kêu cứu mạng. Đám thuộc hạ nhìn thấy lão đại bị nướng chín liền hớt hải, đại ca, anh không sao chứ, thuốc bỏng, lấy thuốc trị bỏng mau. Hải ca tức giận nói với Vương Tiểu Vũ dám bỏ mình đi, Tiểu Vũ liền sợ hãi cầu xin, đại ca em sai rồi, em không bao giờ bỏ rơi anh nữa. Quay lại căn phòng nơi Đoạn Nhã, Cao Cường cùng Tôn Tổng đang ở đây. Tên béo đê tiện kia sau khi đưa rượu cho Đoạn Nhã đương nhiên cô ấy không uống, gã béo liền tỏ thái độ không vui, Đoạn mỹ nữ không uống sao. Cao Cường liền lên tiếng nói đỡ giúp Đoạn Nhã, Tôn Tổng, tôi đã chuẩn bị xong tiệc rượu, không bằng. Tôn Tổng liền bày ra vẻ thượng đẳng của mấy gã nhà giàu hợm hình, lời lẽ sặc mùi khinh thường, ở thượng đô. Được ta Tôn tiên sinh rót rượu còn chưa có ai dám không uống, Tiểu Cao, chuyện này không phải là việc của anh, xem ra hắn nhất quyết ép Đoạn Nhã phải uống ly rượu này. Đoạn Nhã nhìn sang Cao Cường, trong lòng thầm mắng hắn, Cao Cường chết tiệt, vì muốn lấy lòng Tôn Đức Bưu mà hại ta, xem ra Cao Cường muốn đạt được mục đích mà sẵn sàng bán rẻ bằng hữu. Nhìn gã béo trước mặt, Đoạn Nhã biết hắn ỷ vào chính mình ở Thương Đô một tay thống trị, liền làm hại vô số phụ nữ, nhưng hôm nay gã chắc là nhắm vào mình rồi. Nhìn ly rượu trước mặt, Đoạn Nhã biết chắc chắn nó có vấn đề, tự nhủ bản thân tuyệt đối không được uống, nhưng nếu không thì xử lý thế nào đây? Đột nhiên bên ngoài liền rực sáng, ánh sáng từ mặt trăng bất thường kia đã chiếu đến đây. Tôn Đức Bưu cùng Cao Cường bị ánh sáng kỳ lạ kia chiếu thẳng vào mắt liền quay mặt đi đau đớn kêu lên, chuyện gì vậy, a mắt của ta. Bọn hắn hét lớn, mau kéo rèm vào, muốn che chắn trước ánh sáng khủng khiếp kia. Cao Cường vẻ mặt hoang mang, nhìn một màn vừa rồi, liền nói với Tôn Đức Bưu, Tôn Tổng, hình như có gì đó không đúng. Việc này không thể nào, Tôn Đức Bưu cũng đồng tình, nói Cao Cường mau đi xuống lầu xem có chuyện gì. Chỉ còn mình Đoạn Nhã ở lại, cô thở phào, biến sự này xem chừng đã cứu cô một mạng này, nếu không thật sự không biết giải quyết sao. Bên dưới lầu, quản lý khách sạn đang cố gắng trấn an mọi người, xin hãy bình tĩnh, chúng tôi đã liên lạc với đội cứu hộ, mọi người hãy chờ ở đây. Nhưng đám người kia có vẻ vô cùng kích động, buông lời chửi rủa quản lý, lão từ đây mỗi phút đã có thể kiếm được hàng triệu rồi, sao có thể lãng phí thời gian như vậy. Cao Cường hỏi thuộc hạ tình hình hiện tại ra sao, lão Miêu rốt cuộc có chuyện gì xảy ra thế, tên kia liền đáp vừa rồi mặt trăng đột nhiên sáng rực, nhiệt độ tăng cao, bên ngoài chắc phải hơn 70 độ, theo như tin tức thì đã có gần 100 người bị thương rồi. Tôn Tổng liền rút điện thoại ra gọi cho ai đó, Bộ trưởng Triệu, chúng tôi đang ở khách sạn Lục Thành, có thể phái người tới đón tôi một chút không, xem ra hắn muốn dùng mối quan hệ để thoát khỏi nơi này càng sớm càng tốt. Cao Cường chờ Tôn Đức Bưu cúp máy liền hỏi hắn bây giờ nên thế nào, gã béo kia đáp. Bây giờ phía trên phái toàn bộ lực lượng đảm bảo điện lực không xảy ra vấn đề, không có nhân thủ tới, sự tình có chút phiền toái. Quay lại phía đám người Vương Tiểu Vũ, Hải ca đang được bôi thuốc trị bỏng, nhưng vết phồng rộp đỏ sưng trên người hắn, thuốc được bôi đến đâu hắn liền la lớn. Đau, nhẹ tay chút thôi, đám đàn em cũng khuyên nên đi bệnh viện, nhưng làm sao bọn họ có thể tới bệnh viện khi trời nóng như thế này. Hải ca mặt mày khó coi, nặng nhọc nói với Tiểu Vũ, đừng lo, để anh cho Tiểu Đao đưa xe đến đón chúng ta. Kẻ tên Tiểu Đao nhận điện thoại của đại ca, nói rằng mình đang ở dưới hầm để xe, cũng có chút nóng. Hắn liền nói bọn họ đợi một chút, bản thân sẽ qua liền, lập tức đánh xe ra ngoài, không biết rằng ánh sáng kỳ lạ kia vẫn đang soi rọi khắp nơi, đều bị nó thiêu đốt. Tiểu Đao thắc mắc, rõ ràng là trời tối, sao giờ đã sáng rồi, mà nhiệt độ hình như. Lốp xe do chịu nhiệt lượng quá cao, cũng đã phát nổ. Chiếc xe không thể đi tiếp được, đành dừng lại bên đường. Tên đàn em liền xuống xe, sửng sốt, nhiệt độ vậy mà nóng tới nỗi nổ lốp xe, kiểu mẹ gì thế không biết. Hắn lập tức gọi điện cho Hải ca, thông báo bốn bánh của ô tô đều đã bị nổ hết, không thể đi tiếp, phải quay lại. Hắn nhanh chân bỏ chạy, nếu mọi người tự nghĩ cách đi. Nhưng chưa đi được ba bước, giày của hắn đã bị nung chảy, dính chặt vào đường bê tông, khiến Tiểu Đao mất đà ngã xuống. Hắn ngã úp xuống dưới mặt đường nóng bỏng, ánh mắt bất giác nhìn sang bên cạnh, một xác người đã bị ánh sáng thiêu đốt chỉ còn bộ xác khô. Hắn chửi thề, chống tay định đứng dậy, nhưng gương mặt đã bị nhựa đường nung chảy dính chặt lấy. Thông qua loa điện thoại, đám người Hải ca có thể nghe rõ tiếng kêu thảm thiết của Tiểu Đao, vẻ mặt ai nấy đều kinh hoàng không hiểu chuyện gì xảy ra. Chiếc điện thoại liền bị ném xuống đất, chỉ còn phát ra những âm thanh rẹt rẹt. Bên trong một căn phòng, điều hòa chỉ 25 độ, mọi thứ trong này đều rất mát mẻ. Trên chiếc giường lớn, Tô Thần đang thoải mái nằm ngủ, không để tâm chuyện bên ngoài. Anh yên tâm ngủ ngon với những chuẩn bị của mình, sẵn sàng đón đợi tận thế. Tập phim hôm nay kết thúc tại đây. Mọi người nhớ theo dõi kênh để đón đọc tập tiếp theo nhé. Ủng hộ kinh phí, edit dịch truyện cho team bằng cách cày view trên các nền tảng này hoặc donate nha mọi người.
Chúc mọi người xem phim vui vẻ. Đăng ký kênh và nhấn thông báo để nhận thông báo chuyện ra sớm nhất.